mở giao diện phần mềm lên. Đây, để giao diện phần mềm này các bạn. Bây giờ mình sẽ cắm cái USB này vào PC ha. Thì ở đây mình có sẵn một cái mình cắm vô rồi đây. Không biết thấy không biết. Đây. Mình cắm vô thì nó ra cái cổng. Nó ra cái cổng này nè các bạn. Nó ra cái cổng Canon cái nè. Rồi các bạn chỉ cần cắm vô dây đèn thôi. Thì dây đèn thứ nhất đúng, dây đèn thứ hai nó nối vậy thôi. Thì đối với cái USB này mình chỉ xài cho quy mô nhỏ thôi. Ví dụ như nhà thờ nè, quán nè, biểu diễn âm nhạc ở những nhà hàng tiệc cưới nè. Đó, các bạn chỉ sử dụng PC thôi, lưu chương trình rồi rất là thoải mái ha. Nhưng mà các bạn lưu ý nha, cái này chỉ quy mô nhỏ thôi nha. Nhiều khi các bạn thích làm đèn á, thì các bạn làm những mình thích đơn giản thôi, không có cầu kỳ chuyên nghiệp, thì mình sẽ có chuyên gia để làm chuyên nghiệp rồi ha. Rồi bây giờ mình cắm vô thì cái giao diện phần mềm nó sẽ nằm đây nè các bạn thấy ha. Trước mắt bước 1, mình sẽ bấm vô, các bạn vô phần setup nè, vô setup freestyle setup, rồi dòng thứ hai nha. Các bạn tìm đến cho mình cái chữ UDMX, các bạn cái danh sách của nó đây nè, đây để mình kéo ra, để các bạn tìm vô cái chữ UDMX. Đây nằm đây nè các bạn, nó nằm đâu gần cuối á. Rồi nó sẽ hiện ra, các bạn thấy không, giống cái hình này không đó, nó giống như cái hình USB của mình rồi ha. Đó giống rồi thì bây giờ mình sẽ chọn vô 52 channel, rồi mình reset output, rồi mình chỉ cần reset thôi. Cái này cái máy tính của mình là nó cho phép mình chạy lần hai cái USB DMX. Mình chỉ xài một cái thôi, mình chỉ khai báo trong Universal 1 thôi rồi mình sell lại. Rồi vậy là xong rồi các bạn. Chỉ cần cắm vô khai báo nó vậy là xong. Rồi bước 2 ha. Bước 2 vô setup rồi add remove feature. Cái chữ feature ở nước ngoài gọi là đèn các bạn ha. Đó, đèn thì thiết bị đó, thiết bị đèn thì nó dùng chung cho cái từ thuật ngữ nó dịch ra là feature. Đó, dễ hiểu. Cái đèn của mình là mini spot. Mini ha. Mình thấy biết. Nhưng mà nó sẽ tìm ra nhiều loại mini lắm. Ví dụ như là các bạn xài cái beam 230 thì các bạn chỉ sạch beam 230 thôi. Ở đây trong cái ô sạch nè, các bạn chỉ cần đánh vô. Đó, nó ra quá chừng chừng nè. Đó. Beam mini. Nhưng mà cái cây này á thì mình thấy cái ở trong này nó nhiều loại đèn lắm. Cái danh mục các bạn thấy chuồng mình là danh mục nó nhiều loại đèn lắm ha. Nhưng mà mình sẽ có một cái cây này Acus Spot. Đây. Nó hiện ra cái danh mục bên này, mình sẽ chọn vô là Acus Spot, tại vì cây này cây mini. Mình không có cây beam lớn, mình sẽ làm cho các bạn cây mini. Để các bạn chọn vô ha. Bạn chọn vô mình thử nha. Chọn đèn nè. Rồi chọn đèn. Dòng 1, các bạn sẽ thấy ở trên là dòng 1. Số lượng feature mà mình ghép vào là ở đây mình có tổng cộng là 6 cây, là ở phía trước 4 cây và ở phía sau của mình là 2 cây, thì mình sẽ đánh số 6 vô. DMX Universal là cái USB này nè các bạn. Là cái dòng thứ 3 đó, là Universal, mình chọn số 1, nếu mình gắn vô số 2 thì mình chọn số 2. Địa chỉ DMX bắt đầu là từ số 1 ha. Rồi mình add hoạt động thêm địa chỉ auto thành lập group, mình tích vô hai cái đó, rồi mình add vô hai số lượng. Thì ở trên này các bạn sẽ thấy là nó hiện một lần sáu cây beam ha, beam ha. Rồi chơi xong rồi các bạn, thì về nguyên tắc đèn mà để kết nối mà hoạt động được trên bàn DMX thì mỗi cây nó sẽ cách nhau 16 địa chỉ. Thì mình khai báo trên đèn á, cây thứ nhất là 1, cây thứ hai là 17, cây thứ hai 3 là 33, cây thứ tư là 44. Thì ở trên phần mềm freestyle mình cũng làm y vậy luôn. Mình sẽ chọn cây thứ nhất là số 1. Cây số 2 là mình sẽ đánh vô 17. Các bạn coi cái này nè. Rồi mình kéo màn hình qua nè. Mình chọn cho cây thứ nhất nè, số 1 nè. Các bạn thấy cái ô nè, các thấy con chuột mình ha, cái ô số 1 nè. Đó. Rồi chọn cây thứ hai nè. Cái số 2 mình sẽ đánh 17. Mình enter vô.
Rồi, cây số 3 em đánh 33. Mỗi cây cách nhau 16 địa chỉ các bạn. 1 cộng 16. Rồi 16 cộng 10, 17 cộng 16 ha, cứ cộng 16 vô thì các bạn sẽ ra cái số này. 33 cái này lên thành 49. 49. Rồi 65. Hiện tại mình đang khai báo cho 6 cây nó lên 81. Rồi. Ok, thì mình kiểm lại lần nữa, mình test lại lần nữa coi địa chỉ nó có sai không. Rồi, đúng đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Rồi, bây giờ ha. Bây giờ á mình biết nó nhận chưa á. Thì giờ mình quét nó vậy nè, các bạn dùng con chuột các bạn quét nó. Đó. Nó sẽ hiện ra một cái bảng. Các bạn để ý nè, ở bên góc phải của màn hình của mình các bạn có thấy không, là nó hiện ra cái bảng. Nếu mà mình không chọn á thì cái bảng nó không hiện ra đúng không? Nhưng mà nếu mà mình chọn thì cái bảng nó hiện ra nè. Đó, đường chuột thì bạn nó chạy ra đó. Đó, các bạn thấy chuột mình nè. Đó, mất nè. Để ý nha. Chọn nó nè, hiện ra nè. Bây giờ mình sẽ dimmer star là mở đèn nè, mình thử nha. Đó. Đó, thấy đèn lên chưa? Các bạn sau thấy sau lưng của mình đó. Để mình kéo ra cho nó rộng rộng cho các bạn coi. Lâu rồi. Rồi. Rồi mình coi quơ coi nó chạy vậy nha. Ban nè. Đó. Lên xuống nè. Đó. Rồi. Mình muốn chỉnh cây nào thì mình chọn cây đó. Ví dụ như là mình muốn chỉnh hai cây giữa này đi. Hai cây giữa. Mình thêm màu cho nó. Đó. Rồi. Đó, các bạn thấy nó màu không? Thấy có màu chưa? Màu xanh đó. Xanh lá. Rồi ở đây là nó đang thể hiện là ban tiếp là bằng tiếng Anh, các bạn vẫn có thể đổi là thành tiếng Việt vẫn được, bằng cách đó, mình đưa vô chuột xong mình đổi lại nó thành edit feature nè, nó ra cái bảng này, cái đó nó sẽ có clip sau và mình sẽ trình tự rồi mình tìm hiểu nó các bạn ha. Bây giờ á nó nhận đèn rồi, các bạn muốn làm cho nó nhanh á, các bạn chỉ cần là cho nó quét liền, nó xài liền á, các bạn vô các bạn coi con chuột của mình nè. Con chuột của mình ở đây á, show tất cả panel nè, các bạn thấy con chuột mình không? Đây 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 đây, show lên nè, mình bấm vô ha, đây rồi các bạn sẽ thấy nè, open nè, đó, cái chương trình này được gọi là chương trình để mình sử dụng 3D chạy đồng bộ hóa các đèn. Và bây giờ mình sẽ cho nó chạy thử ha. Bây giờ mình sẽ cho nó chạy một cái hình 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 tròn đi. À, hình tròn này các bạn thấy không? Và ở đây nó có cái on off nè, các bạn thấy chuột mình. Rồi, bóp. Để nó chạy được rồi các bạn. Trong quá trình chạy á thì ở đây